Chào tất cả mọi người, hôm nay đến kênh của Hoàng Thống. Hoàng Thống đang cùng anh đến đất Thái Nguyên, đất trẻ. Tận Hà Nội phải không? Dạ vâng ạ. Thanh niên cũng có vậy à? Kiên hướng dẫn ông không? Ô đoạn này cũng thẳng và dài mà. bỏ cái nhà vườn rộng. Ông ngồi lên đi ông. Ông thử đi ông. Kiên hướng dẫn ông luôn đi. Ông vẫn đi xe máy phải không ạ? Tôi đi xe máy nhưng mà lâu bỏ lâu rồi. Con này đi nó sẽ hơi bị gọi là nó liệng nhá. Ông cứ đi ông lái bằng tay. Căn bản là chưa quen. Ông lái bằng tay hỏi lái người ông đẩy lá sau này nó sẽ sang này. Đẩy. Lái bằng tay nghĩa là ông phải đẩy tay lái chứ không phải là nghiêng người. Cho số 1 rồi kia. Ông biết dạ nhẹ ra đây. Ông nhìn đường. Ông cầm như này. Chậm ông để chân lên để. Không đổ được ông nhá. Không đổ được ông nhá. Ông để tay như này, ông đừng để tay thế, để tay thì ông vít nó rất mạnh ga. Ông để như này thôi. Tí thôi. Không phải phanh. Đấy, ông cầm này thôi. Ông cầm như kia ông vặn mạnh ga là không được. Ông cầm một ít thôi. Vậy vặn nhẹ thôi cho nó di chuyển ông dừng luôn. Đấy, được rồi ông ạ. Được, ông cứ giữ nguyên như thế. Vâng, đấy. Ông đi quen thì ông khi dần dần ông đi quen thì ông đi nhanh thì sau. Còn bây giờ mới tập. Không phải là mới tập mà ngày xưa ông quên thôi. Vâng, ông quên thôi. Thế thì anh mua cái xe này là đúng đấy. Nếu mà bây giờ anh mua cho cái xe hai bánh thì lại nguy hiểm. Xe hai bánh nó có đi thì tăng dần theo cảm nhận tay thôi. Đấy, ông cứ di chuyển chậm chậm như thế đã ông ạ. Ông nhìn đường thì được. Không tay đẩy ra. Đấy, đúng rồi ông ạ. Ông đẩy cái tay lái ra chứ ông không phải nghiêng. Rồi có có đi ông dẫm phanh mà nó không lắp động cơ mà nó không ga được nữa. Có chứ. Phanh chân cả phanh tay đều. Phanh chân phanh tay đầy đủ hết chứ. Xe không có phanh thì nguy hiểm quá. Con chào bà. Bà. Ừ, nhà thao hồ. Có chứ. Xi nhan còi đèn đầy đủ hết chứ ạ. Đấy là phanh không ạ? À, vâng. Ga ở tay không ạ? Đây, nhanh chậm là đây. 1, 2, 3. Đây, 1 là gạt hết về bên tay trái. Bên này. 2 là khu giữa, 3 là ngoài tình. Nhẹ nhất là 1 à? Vâng. Nhẹ nhất là 1 phải không? Đèn còi xi nhan ở bên. Đây, đèn còi thì ông không lạ rồi. Đây còi này. Còn xi nhan trái phải này. Đây, bật tắt đèn này. Đây, số lùi vậy. Số lùi ở đây nhá. Đây. Ông ga lên là nó khắc lùi mà. Xong rồi ông gạt lên trên ạ. Cái này ông phải lái bằng tay ông nhá. Ví dụ như ông sắp có cái chứng ngại vật ở đây thì ông phải kéo cái tay trái mình để đánh. Vâng. Ủa chưa? Xin lỗi các bạn. Đang quay thì có cái ô tô nó vướng. Hôm nay đến với đất đồng Thái Nguyên thì đại từ Thái Nguyên giao cái xe super cho ông. Được cái là sân rộng, ông tập 1-2 buổi là quen, là thao hồ đi ra ngoài. Cái phanh ở đằng chân này là phanh sau ông nhé. Còn ở đây, ở trên tay mình cũng có là phanh sau này. Và đây là phanh trước này. Đấy.
đây à? Đây đây ông ạ. Đây ông. Vâng ạ, vâng ạ. Đây là bánh sau. Đây là bánh trước này, đây là bánh sau này. Vâng ạ, phanh ở trên tay đầy đủ thì con hướng dẫn về cái đây, đấy là số lùi ông nhé. Khi mà có tiếng người nói như này là số lùi ông nhé. Ông vặn vặn ga xíu xíu đi, đúng rồi. Lái ngược đấy không? Lúc lùi lái ngược. Lùi lái ngược lại thì nó sẽ mới đánh lái được. Đâu tiến. Anh vâng ạ, kệ con ông bà. Đánh tay. Không đổ được ông ạ. Kiểu như là vẫn quen hai bánh cái. Quen hai bánh. Không không cần phải chống chân ông nhé. Đấy có một số ạ. Đấy, cái đấy cầu ạ. Ui đường này lắm ô tô đi lại thế nhỉ. Ui đường này đông lắm. Cua nhiều vào ông ạ, để thành một vòng. Ông vẫn nghiêng người. Ông phanh chứ. Ông không xuống xe nhé. Ông phanh luôn chứ ông không xuống như thế đâu. Đấy may nhà mình có cái sân rộng hướng dẫn ông nó dễ hơn. Này ông nếu mà lúc lùi ông để ý quan sát đằng trước đằng sau với. Vâng. Ông lùi ông phải đánh lái thì nó mới lùi được. Bây giờ ông muốn đi được vào đấy tiến nó xong đánh lái, đánh hết lái sang bên trái. Đang hướng dẫn ông ngày xưa cũng đi xe máy nhiều nhưng mà giờ lâu không đi cũng quên bài. Văn vun vó luyện mới được. Ông kéo nhiều vào. Phanh. ông toàn nhảy xuống. Ok, để Hoàng Thống cùng Kiên sẽ hướng dẫn ông kỹ hơn. Hẹn gặp lại các bác trong những chương trình sau. Các bác thấy cái video này hay hoặc ý nghĩa thì các bác hãy like và chia sẻ kênh của Hoàng Thống. Hoặc thấy cái xe này hay thì các bác hãy liên hệ với Hoàng Thống với số điện thoại là 0985 839 983. Cảm ơn mọi người.